đi kia vào luôn. Lấy láp cầu ra luôn đi, láp cầu ra đưa ra hết đi. Ê ơi, mẹ mua xe hai cầu mà thành một cầu rồi mẹ. Kiểm tra coi. Kiểm tra coi. Được cái ấy không được cái đôi bạn cái chết. Không quay cả, không quay cả. Không quay. Cái này cái nào nó rút cái lắp ra. Bây giờ phải đưa lắp vào ấy thử luôn chứ đâu được. Bây giờ em có nhiệm vụ lắp vào thử tay ra kia. Một dàn chào rau. Một dàn chào ba. Hai cháu Thái Lan đẳng cấp một thời dĩ vãng. Úi giời, dữ rồi ta. Mất mẹ nắp hết rồi. À.
đang tiếp tục lắp chảo vào để tiếp tục và vẫn là để tiếp tục thì xe thì ok các bác nhé, máy ở đây là bao đồ rồi, còn về chảo chiếc thì bây giờ đang lắp vào là đi cày, em hôm nay em lên để tiếp tục nhận những báo giá để cho các bác. Đấy, riêng em này thì cả một dàn chảo và một đầu bao đồ hơi đang riêng nguyên, nó cũ một tí quá đó. Nhưng mà riêng đấy, thì 152 triệu một dàn chảo, 152 triệu. Các bác có gì điện thoại cho em nhé, một đầu và một chảo 152 triệu. Rồi cuối cùng em xin chân thành cảm ơn, hay là các bác video sau.